xanh. Rồi nè. Đây, chị đi. Đừng có rung nha. Nói nha, đi mà nói nha. Ở đây đi tới đây là con chợ gì? Đây con chợ gì vậy? Đường Westminster. Trong anh đi tới đi. Ngang đông tới của chợ Sông Hỷ. Chợ Sông Hỷ đến quán ăn Trần Cô Nương. Cả nhà mình đang đi tới tiệm cả nhà. Hôm nay mình đi tham quan khung cảnh của Việt Nam mình thật là đẹp. Anh ba, chị ba và ông xã mình đang đi tới tiệm Trần Cô Nương ở đường Westminster, California. Sao mình chụp hết bốn người lấy cái phong này luôn nha. À. Chụp giùm đấy. Vậy mình tắt ha chị ba. Không, để vậy là bấm qua tắt. Lấy cái photo. Mua gì chị bán? Dạ, sáu đồng. Cái này sáu đồng. À, cái này bò bía nè. Bò bía. Đi lấy. Đây các bạn. Đây là món bún đậu mắm tôm nha. Đó, bún đậu mắm tôm. Còn này là riêu, bún riêu cua đồng. Đó, dĩa bún để riêng rồi. Còn cái tô này là tô đá là nóng đây. Còn đây, đây bún đậu mắm tôm luôn nha. Một phần á là 15 đồng. Con này cũng 15 đồng. Còn cái này là mì. Mì 15 luôn. 15 đồng, 15 đồng luôn. Đây nè, một tô mì và thêm một tô nước xí quách. Đó, ăn trào mắm họng.